Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm trước thì rất nhiều anh em yêu cầu mình làm vector, nhưng thử thách được đặt ra quá là nhiều, mình làm không có kịp. Hôm nay thì mình sẽ đi kiếm vector và một khẩu sniper để cover. Sniper thì bắn ca quá nhiều rồi, mình sẽ chuyển sang SKS nha. SKS thì nó dễ kiếm hơn K98 nhiều. Ok, hôm nay mình sẽ nhảy vào khu quân sự. Cũng khá là lâu rồi mình chưa vào đây. Và đây là một khu vực cực kỳ là ít người. Vâng, mình vào toàn khu vực ít người thôi. Anh em đừng có thắc mắc nha. Còn ít người đỡ chết. Ok. Không có súng rồi. Còn mini được. Cũng tốt đấy. Nhưng thử thách được đặt ra là sẽ kiếm SKS. Mình cảm giác làm cái thử thách ấy thì đi kiếm súng nó còn khổ hơn là đi giết người anh em ạ. Thực sự rất là khổ, phải đi lút từng nhà một. Và cảm giác DP28. Đấy, cảm giác của mình là cực kỳ thốn nhá. Tại vì tìm mãi không ra cái khẩu súng mà mình muốn làm clip. Cái gì đây? Rồi, không có scope, hơi khó nhìn. Mình có thể lắp holo như bắn như này cho nó chắc đi. Ui giời ơi, no scope nha. Ok, một bé. Và bây giờ chúng ta sẽ đối diện với thanh niên tiếp theo ở khu vực bên kia. Nó chuẩn bị đi vào rồi này. Ui trời ơi, đi vào chích rất là kỹ, sợ trong nhà có người. Nhưng đáng tiếc vẫn phải nằm xuống. Và bạn ấy đã ship cho mình khẩu SKS rất là tuyệt vời, đỡ phải đi lúp. Và cảm ơn bạn vừa nằm xuống nha. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Có gì đó sẽ sai nhỉ. Trước mặt có người này. Hello. Nấp vào đây làm gì vậy? Ok. Sâu sát thằng nào cũng có SKS thế này. Ây à, quay lại giết bọn sau này trước đã. Nếu mà muốn đẩy thì phải clear hết cái bọn sau lưng đã. Rồi chúng ta hắn đẩy vào. Phải diệt cỏ tận gốc, nếu không nó sẽ tái phát rất là nhanh và nguy hiểm. Đâu rồi cưng? À, chạy ra này. Ui, vãi xoài, một viên hết shot ạ. Căng nha. Thanh niên này không biết là có những cái đồ gì mà tính leo lên xe bỏ chạy đây. Ok, rất rào. Tầm này thì mình cũng muốn bỏ chạy để giữ lấy thân. Tấm thân gầy. Nhưng cơ bản thì mình vẫn chưa nhặt được cái khẩu vector. Vector hay là vector gì đấy. Ui giời ơi, sao bọn boss này lại không có vector nhở? Hình như đầu này có bắn nhau này. Lại liên hoan xác thịt nào. Hello mọi người, cho mình liên hoan với. Ôi, chết nhanh thế. Yếu rồi này. Bơm máu này. Còn thằng nữa. Ok, clear.
lúc đầu thôi. Mong là mình sẽ kiếm được khẩu vector. Còn không kiếm được thì chắc là mình sẽ làm combo DP28 cộng với SKS nha. À, trên kia bắn nhau. Tới chỗ tiếng súng nè. Ui, khẩu này mạnh ghê. Cơ bản cái khẩu này thay đạn nó chậm quá chứ thực sự nó rất là mạnh. Và bắn này dễ nữa. Cũng không giật lắm anh em ạ. Nếu mà solo tầm 1v1 thì cân tốt. Còn nếu 1v2 cũng được. Nhưng 1v4 thì nó sẽ khác. 1v4 thì nó khó hơn nhiều. Tại vì tầm đạn này mình sẽ không xoáy chuẩn hết cả 4 thằng. Cần phải thay đạn. Và cái lúc thay đạn là cái lúc mà mình sẽ nằm xuống. Nếu các bạn muốn đặt ra thử thách cho mình với khẩu này solo squad thì hãy comment bên dưới clip này nhá. Đây rồi. Nghe choảng nhau nãy giờ. Sao không có ai nhỉ? Vô lý. Có xe không có người. What the hell? Bắn nhau ở dưới kia. Xe có người này. À, thanh niên chơi nấp. Ui dồi ôi, tính đưa cái mông ra cho nó nhìn bên kia để mình đánh bên này. Thế đếch nào nó chơi nó thông luôn ấy. Sợ thật. Ok. Gì đấy cưng, bỏ đi nha. Ui, ném ra luôn. Này thì chơi này. Bộ cỏ. Đâu rồi? À, bên này. Trời ơi, bọn này làm mình hết hồn à. Thằng nào cũng muốn thông mình. Ok. Clear. Này thì thông tao này. Mình đéo phải gay nha. Thằng nào cũng thích thông mình từ phía sau vậy. Sợ thật. Thôi, mình nghĩ mình nên rời bỏ cái chỗ này. Vâng, bị thông thế là đủ rồi. Cái mông của mình nó nát rồi anh em ạ. Đâu rồi ta? Chạy đâu nhanh vậy? Chắc mình sẽ vào nhà để quan sát cho nó bao quát hơn. Đứng ở dưới đất chả nhìn thấy gì. Thôi xong rồi. Vâng, bị mắc cái cây. Thành ra là chả nhìn được gì.
Ui dồi ôi, thanh niên đứng ngay bụi cỏ. Chạy đâu ấy? Từ từ bạn ơi. Này thì lên xe làm cái gì? Té thôi. Còn 40 giây. Ok. Chạy thoải mái, chúng ta có xe mà. Bò này chắc là vào nhà ngồi đi. Chứ nằm đồng cái này rất là khó anh em ạ. Bọn này toàn chơi kiểu nằm giữa đồng mình không thể biết luôn. Tại vì cỏ ở đây thì nó rất là cao nhá, chứ không phải là như PC. Nằm xuống là nó khuất hết luôn ấy. Ok. Lấy cái nhà này quan sát xung quanh. Tuyệt vời. Còn 6 người nữa. Phải di chuyển vào bo rồi. Nhưng chúng ta sẽ chạy bo muộn. Để chúng nó vào hết bo đi. Mình cứ từ từ thôi, gần bo mà. Sao phải xoắn? Ok, chúng nó chắc chắn sẽ nằm ở trên này. Mình phải đáp bom để cong lên. Tại vì bom nó rất là lợi. Thứ nhất là cấu máu và thứ hai thì nó sẽ che được cái tiếng chân của mình lúc mà mình đi lên. Đứng đây thì trông bo rồi. Phải như giã nhau ở trước này. Đấy, như này cho nó an toàn khi mà chúng ta quan sát. Có bộ cỏ mà. À đây rồi. Một bé này. Double kill này. Ui, cái khẩu DP nó mạnh ghê á. Nhưng chúng ta sẽ lấy cái top 1. Cố lên. Bo mình đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy rồi. Ui, tôi xong rồi, đang bò này. Ok, top 1. Easy. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.